Bây giờ trước khi đi thả cá thì mình có một cái game show tại nhà của Tiên Cá. Đây, bây giờ là game show là chơi thiện xạ nha. Mấy em lụm một cái trái đu đủ lên chị. Dạ có rồi. Em lụm trái to nhất. Rồi mấy em thấy gốc cây này không? Cái thân cây này thấy rồi đúng không? Vẽ mức xuất phát là từ đây. Chơi thiện xạ ai mà chọi trái đu đủ đụng được vô cái thân cây nhiều nhất là thắng. Mỗi em được quyền chọi 5 lần. Lại chưa chưa đụng được thân cây, chưa tính điểm. Rồi tới phiên tay nè, 1 2 3, không luôn, không có hái trái đu đủ trên cây nha. Lượm mấy trái đu đủ nó bị rớt dưới đất á. Thôi kệ, lỡ rồi không sao đâu. Các bạn thấy không, nhà mà có trái cây là không bao giờ sợ chết đói. Mình bị lệ thuộc vô đồng tiền. Trong đu đủ có rất nhiều dinh dưỡng giống như thịt, rất tốt. Tay được 1 điểm. Rồi mấy bạn biết chơi hết rồi đúng không? Hả? Chi vậy? Không, không chơi nữa hả? Rồi tay xích ra nè. Rồi tôi chọi đu đủ nha. Chọi làm sao mà nát trái đu đủ ra là hay nha. Cái thân cây nha. Chọi vô thân cây. Yeah. Tiếp đi. Chà, tay chọi 3 trái đu đủ luôn. Rồi tôi chọi 7 trái đu đủ rồi. Đưa cho tôi một trái khác. Tiếp tục nha. Biểu diễn thêm lần nữa của Tiên Cá nha. Yeah. Thiện xạo quá. Cái này là mình đang tập luyện cho môn water polo luôn nha Tài. Môn bóng ném nước luôn nha. Ê, coi chừng. Ê, Nuri. Rồi, Tài đã chọi được rồi. Bây giờ thử sức mạnh nữa nè. Chọi. Cái này cho có. Có bị đau chân không? Đau, đưa chân cho tôi coi. Có bị gai đâm chân không? Em tưởng trúng rồi đó cơ. Không sao. Rồi, tiếp. Thiện xạ nè. 1, 2, 3. Thôi được. Rồi mỗi bạn lấy một trái đi. Nãy giờ là số điểm tôi là nhiều nhất đó nha. Tôi chọi vô nãy giờ mấy trái liên tục rồi. Ê ê, sao hái trái mới? Trái dưới đất kìa. Đi ra coi chừng chọi chúng em à. Ồ, tay lại được 1 điểm nữa. Rồi, quyết định trái cuối cùng là số điểm của tay bằng với số điểm của Tion đi ha. Rồi số điểm của Nori luôn. Tion, yeah. Rồi tới không. Nori đứng xích lại chọi. Nori nhỏ mà. Yeah, khả năng thiện xạ của Nori hay quá. Trời ơi, Tion chọi trái đu đủ đứt làm đôi luôn rồi nè các bạn. Ai mà chọi đứt nát trái đu đủ ra là thắng. Trái đu đủ mà chưa bể ra là chưa có kết thúc đâu nha. Rồi, tay bắt đầu vô đi. Đứng xa 6 m, chọi. Trúng mục tiêu nha. Rồi, hụt tới phiên Tion. Nhắm mắt chọi luôn nè. Nhắm mắt luôn á các bạn. Xà. Xạo gì? Mà xạo gì? Ta chưa có làm được thiện xạ, ta chưa có định tâm của ta được. Nếu mà ta định tâm được, ta sẽ dùng từ trường của mình để đo tất cả khoảng cách trong không gian, hiểu không? Nhắm mắt lại, định tâm lại, tập trung vô hơi thở. Rồi thôi chạy hụt luôn rồi. Tuyệt chiêu của Tiên Cá chỉ một lần thôi. Hả? Em không thử đi. Tập trung hơi vô hơi thở. Nhắm mắt lại. Yeah, tay đã làm được rồi các bạn ơi, giỏi lắm. Nhưng mà còn mở mắt chưa được, phải nhắm mắt luôn. Giờ quay một vòng, nhắm mắt chọi. Nhắm mắt quay một vòng chọi. Đây mới là level cao hơn nữa. Chưa được rồi, tới phiên Tion biểu diễn nè. Nhắm mắt quay một vòng chọi đúng mục tiêu. Rồi nhắm mắt
Quay một vòng. Lại cho trời. Nhắm mắt lại, không được nhìn. Chạy vô. Tay đã làm được rồi, tay rất giỏi. Ok. Nhắm mắt lại, quay một vòng, chọi. Rồi, ok. Nè, tôi anh lụm cho trái khác nha. Trời ơi. Nhà cây trái xum xuê. Bỏ không cho chim thú ăn. Có gì đâu mà tiếc. Đó, cho lại trái mới rồi, chịu chưa? Đừng phàn nàn nữa nha. Để tôi anh luyện thi đấu với tay tiếp. Nhắm mắt lại, định tâm. Xoay một vòng. Chọi trái đu đủ vô trúng mục tiêu. Mình mà luyện được chiêu này, tay có thể chơi môn bóng ném nước water polo số 1 thế giới. Bây giờ là tiết mục tiếp theo là hái đu đủ. Trong các loại trái cây, quả đu đủ là được mọi người yêu thích nhất. Các bạn biết tại sao? Trong đu đủ có rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Các bạn có thể không cần ăn thịt, nhưng chỉ cần có đu đủ ăn là các bạn vẫn khỏe mạnh. Rồi, 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 rồi. Thử nha. Thầy cho chín luôn á. Cố gắng nha. Học cái cuốn á, cái cuốn á. Trái đu đủ này đã được chim ăn một miếng. Gia đình người cá tai vui không các bạn? Quá vui nhộn đúng không? Rồi em hái em ăn. Vậy giờ mình khui ra mình ăn luôn hả anh? Coi khả năng Thi ăn đu đủ của Thi không với tai nè, tai là phải nguyên miếng vậy nè. Cho con ăn nữa Thi. Cho con ăn nữa rồi nha. Ngon đúng không? Đó bà nói bà không ăn mà bà liền. Ăn một miếng nữa. Người cá hát lây đã phát hiện. Đây các bạn ơi, tôi làm luôn 2 miếng bự cho bà. Ăn giờ hãy hộp vậy là nó mốt lên hộp rồi luôn. Ngọt lắm á. Đu đủ rất là ngọt là ngon. Ăn xong phun hộp tại chỗ mọc lên cây đu đủ, lần sau ra ăn tiếp nha các bạn. Còn nữa nè, dẹp dao luôn á. Các bạn phun hộp chỗ nào lên cây đu đủ chỗ đó. Rồi, ăn, cầm luôn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn giống như chưa nấu rồi đó. Bây giờ tôi sẽ phun hộp chỗ này trồng cây chỗ đó.